Xin chào quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài 5 của chương trình Thầy Giáo. Bài 5 này tôi xin chia sẻ bí quyết sinh con khỏe đẹp thông minh, một giai đoạn thai giáo cực kỳ quan trọng mà các bài trước chúng ta chưa đề cập đến, đó chính là giai đoạn chuẩn bị mang thai. Đây cũng có thể coi là một bước thai giáo, mặc dù chúng ta chưa có em bé trong bụng mẹ nhưng được coi là một bước thai giáo rất là quan trọng. Đấy là bí quyết để mà có được đứa bé khỏe mạnh thông minh như là chúng ta mong ước. Chuẩn bị thai giáo nó có rất nhiều những việc cần phải làm. Quan trọng nhất đó là chuẩn bị về sức khỏe thể chất và tinh thần của bố và mẹ. Chúng ta biết là con cái là kết nối từ của hai cái tế bào tuyệt vời của bố và mẹ, đó là trứng và tinh trùng. Vì thế mà sức khỏe thể chất và tinh thần của bố và mẹ vô cùng quan trọng. Muốn chúng ta nếu chúng ta muốn có đứa con thừa hưởng được những gen tốt của chúng ta, những cái tố chất tốt của bố và mẹ, kể cả về hình thể cũng như là về trí tuệ, thì chúng ta cần phải có sự chuẩn bị chu đáo một chút. Thai nhi sẽ thừa hưởng từ cha mẹ, vì thế mà mẹ và bố cần chuẩn bị một vài điểm như sau. Điều đầu tiên cần làm trước khi mang bầu đó là chúng ta cần phải khám sức khỏe tổng quát toàn diện cho cả vợ và chồng để đảm bảo rằng chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh, không bệnh tật. Điều này rất là quan trọng. Với các nước tiên tiến thì khám sức khỏe trước hôn nhân là chuyện hết sức bình thường, nhưng ở Việt Nam chúng ta đôi khi chúng ta chưa có được thói quen này. Và chúng ta khám toàn diện về sức khỏe tại các bệnh viện chuyên khoa, ví dụ như là ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta đến bệnh viện các bệnh viện phụ sản, thì là người mẹ rất là cần khám. Nếu khám được sức khỏe tổng quát thì tốt, nhưng mà chúng ta không thể bỏ qua một cái khám, đó là người vợ cần khám bệnh phụ khoa, cần khám về răng miệng. Hai tại sao tôi lại khuyên là nên khám trực tiếp vào hai cái chuyên khoa đó, là khám bệnh phụ khoa rất là quan trọng để mà đảm bảo rằng chúng ta đang không có bệnh. Vì có một số cái nguy cơ là nếu mà người mẹ mắc một số bệnh phụ khoa thì cái quá trình mang thai có thể là gây sảy thai, hoặc thậm chí là khi sinh con ra thì có thể trẻ sẽ lây nhiễm cái bệnh phụ khoa của người mẹ. Nên vì thế mà người mẹ hoàn toàn phải có một cái chứng nhận của bác sĩ là chúng ta đang hoàn toàn khỏe mạnh về vấn đề này. Ngoài ra thì khi mà khám phụ khoa, bác sĩ cũng sẽ kiểm tra những cái vị trí liên quan đến tử cung của người mẹ để có thể tư vấn. Có những người có vị trí tử cung cung thấp, thì khi mà bác sĩ biết và nói cho người mẹ điều này thì khi người mẹ mang thai, người mẹ cũng sẽ cẩn thận hơn. Và những người có tử cung thấp, cái nguy cơ sảy thai cao hơn những người có tử cung bình thường. Vì thế mà cái quá trình mang thai cần có sự tư vấn cụ thể của bác sĩ để giữ gìn thai nhi. Tôi muốn chia sẻ tiếp là vì sao chúng ta cần người phụ nữ cần khám răng miệng kỹ trước khi mang thai. Đó là vì có những cái nguy cơ liên quan đến khả năng sảy thai nếu mà người phụ nữ có những cái bệnh về răng. Ví dụ chúng ta bị đau răng, bị sâu răng, bị đau răng, những cái viêm nướu, những cái bệnh nặng về răng có thể gây sảy thai. Vì thế mà người mẹ nên đi khám để mà yên tâm rằng hàm răng của mình là khỏe mạnh trước khi mà mang bầu. Bản thân người bố thì rất là cần có những cái khám liên quan tới nam khoa. Ví dụ như là nếu được hãy cẩn thận đo về cái số lượng cũng như là chất lượng tinh trùng, sẽ làm cho cái việc mang thai của chúng ta nó đảm bảo cái sự an toàn cũng như là cái cơ hội thụ thai cao hơn, nếu như mà người bố yên tâm rằng cái chất lượng và số lượng tinh trùng của mình là đủ để mà mang thai. Ngoài ra thì cũng có một cái, chính vì cái sự đi khám này sẽ làm cho những ông bố ý thức hơn trong việc là giữ gìn sức khỏe để có em bé khỏe mạnh. Một lời khuyên cho sức khỏe của ông bố là chúng ta cần phải tránh dùng những cái chất kích thích như là bia, rượu, thuốc lá trong giai đoạn mà chuẩn bị thụ thai, ít nhất là 3 tháng, để mà cơ thể chúng ta không có những cái chất kích thích đó. Thì tất cả những cái chất kích thích đó nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng và số lượng tinh trùng, và như vậy thì cái việc là chúng ta tạo ra một đứa con, cái nguyên liệu để tạo ra một đứa con đã bị ảnh hưởng rồi. Bản thân người mẹ có một cái lưu ý nữa, đó là cần đi đi tiêm phòng, nhất là tiêm phòng rubella, tiêm phòng cúm. Nếu mà người mẹ được tiêm phòng chu đáo trước khi mang bầu thì sau này sẽ có cái sự yên tâm hơn khi mà đi có cái nơi mà chúng ta sống có dịch hay là có người bị bệnh, chúng ta sẽ có ít nguy cơ bị mắc bệnh hơn. Nhưng liên quan đến tiêm phòng thì rất cần bà mẹ phải hỏi ý kiến bác sĩ xem là tiêm bao nhiêu lâu thì mới được có em bé. Chúng ta không nên chủ quan về vấn đề tiêm phòng.
thì rất nhiều những bà mẹ mong chờ mãi mới con em bé, nhưng đến lúc là trong thời gian mang thai lại bị nhiễm bệnh cúm hay là rubella thì bác sĩ phải tư vấn là có lẽ cần phải bỏ đứa bé đó, thì sẽ có một cái sự giằng xé rất là đau đớn mà không biết là có nên bỏ hay không nên bỏ. Và nếu để thì có thể cái nguy cơ dị tật cho em bé là có, nên vì thế cũng chúng ta phải hết sức cẩn thận. Trong cái thời gian mà 3 tháng trước khi thụ thai thì người mẹ cũng chú ý là chúng ta nên dừng uống thuốc tránh thai, vì trong thuốc tránh thai nó có một số cái chất mà rất là không tốt cho thai nhi. Chúng ta phải kiêng, nếu được ba nếu được nhiều hơn 3 tháng thì tốt, nhưng ít nhất cũng phải được 3 tháng chúng ta dừng, không dùng các loại thuốc tránh thai, không dùng các thuốc kháng sinh. Cho nên vì thế người mẹ và người bố khỏe mạnh không có phải dùng thuốc trong cái giai đoạn mà đang chuẩn bị có con là điều hết sức quan trọng. Chúng ta cần phải giữ gìn, đi đâu làm gì chúng ta phải giữ gìn để chúng ta không có bệnh, để mà chúng ta không phải dùng kháng sinh. Một lời khuyên nữa mà các bác sĩ rất là hay khuyên các bậc cha mẹ, đó là bản thân người mẹ cần phải có cái sự gọi là chuẩn bị về dinh dưỡng. Một cái cơ thể khỏe mạnh thì mới có được cái đứa con khỏe, chúng ta mới có được đứa con khỏe mạnh. Người mẹ cần ăn uống tốt trong thời gian mà mình chuẩn bị lên kế hoạch sinh em bé, mình ăn uống đầy đủ chất này, mình có thể nếu cần cơ thể chúng ta thiếu mà bác sĩ tư vấn chúng ta cần uống thêm sắt hay là canxi để cơ thể người mẹ sẵn sàng đón nhận em bé, thì đấy là điều rất là nên làm. Ăn uống đa dạng đủ chất, uống thêm một số thuốc bổ theo chỉ định của bác sĩ, đấy là điều nên làm. Chúng ta biết là em bé trong bụng mẹ sẽ lấy tất cả những chất dinh dưỡng từ mẹ, tất cả những cái chất dinh dưỡng của mẹ sẽ đi qua nhau thai để đến em bé, nên nếu mà người mẹ không được chuẩn bị chu đáo thì em bé cũng sẽ lấy chất dinh dưỡng của người mẹ, sau này người mẹ sẽ thiếu máu sau sinh hay là sẽ bị loãng xương hoặc là đau cột sống sau sinh, thì cũng là một phần là các bác sĩ lý giải là do em bé thai nhi đã cần những cái dưỡng chất đó và đã lấy từ người mẹ, người mẹ đã bị thiếu. Nếu người mẹ không được bổ sung kịp thời trong giai đoạn trước khi mang thai và sau khi mang thai thì sức khỏe người mẹ sẽ không tốt sau sinh. Một bí quyết nữa liên quan tới để em bé khỏe mạnh, thông minh thì chúng ta phải càng quan tâm đến cái khả năng thụ thai, cái cơ hội thụ thai, cái thời điểm thụ thai của bố và mẹ tạo nên em bé. Những lời khuyên của người phương Đông, trong những sách của người phương Đông thì đều đề cập tới việc là thiên thời địa lợi nhân hòa. Cái lúc mà chúng ta gặp nhau để có em bé, chúng ta phải có một cái cơ tạo ra một cái không gian đẹp. Nếu mà được thì những cái gia đình có điều kiện thì họ thường đi du lịch để mà có em bé, có những cái nơi thiên nhiên đẹp, những cái phong cảnh đẹp, và hai vợ chồng cũng không quá bận rộn, không quá bị áp lực với công việc, cái tình cảm giao hòa, có cái quan hệ tình dục để có em bé trong cái ngày mà thời tiết đẹp thì tốt hơn là vào những cái lúc mà mưa gió bão bùng, thời tiết không có đẹp. Thì đấy là yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa, nó đều chi phối đến cái chất lượng trứng và tinh trùng của mẹ và bố. Chúng ta biết thai nhi được tạo nên từ hai tế bào đó, nên vì thế mà cái chất lượng lúc này, lúc thụ thai, thời điểm thụ thai rất là quan trọng. Tôi xin chia sẻ với quý vị một cái lời khuyên rất là thú vị liên quan đến chuyện quan hệ vợ chồng thế nào để có mẹ bé khỏe mạnh trong một tài liệu của người phương Đông. Khi mà chúng ta có mong ước có một đứa con mà chúng ta đã chuẩn bị rất là chu đáo về điều kiện sức khỏe cũng như là điều kiện kinh tế, điều kiện tâm lý để có em bé, thì cái ngày mà chúng ta quyết định là có cái quan hệ tình dục để có em bé, nhất là điều này nó còn liên quan tới chuyện là chúng ta tính toán ngày thụ thai, cái khả năng thụ thai cao, thì người bố người mẹ nên có cái tình cảm giao hòa. Người cha người mẹ nào mà càng yêu thương nhau, tình cảm càng mặn nồng, càng mong ước hai vợ chồng cùng có một cái mục tiêu, một cái mong ước một đứa con khỏe mạnh thông minh, thì cái cơ hội để có một đứa con tuyệt vời nó càng cao hơn. Thường là khi mà chúng ta thấy là đứa trẻ trẻ là kết tinh của tình yêu thương của cha và mẹ, cho nên tình cảm càng mặn giữa hai vợ chồng càng mặn nồng bao nhiêu, cái không gian và cái điều kiện để thụ thai nó tốt bao nhiêu thì chúng ta sẽ đi các cặp vợ chồng sẽ có được những em bé thật sự là tài năng. Bên cạnh việc chúng ta phải chuẩn bị chu đáo về sức khỏe cũng như là cái điều kiện hoàn cảnh để thụ thai em bé khỏe mạnh nhất, thì bản thân cái chuẩn bị về tâm lý của người mẹ rất là quan trọng. Người mẹ cần lưu ý rằng người Việt mình có câu khuyên rất hay: con vào dạ mạ đi tu. Thì khi mà chúng ta quyết tâm có một đứa con, lên kế hoạch để chuẩn bị có một đứa con, chúng ta phải chú ý đến tâm tính của mình, điều hòa các mối quan hệ xung quanh mình, chuẩn bị một cái đời sống tinh thần, một cái cảm xúc bình yên để chúng ta đón nhận một em bé. Nếu chúng ta đang có cái việc gì đó cần lo lắng, áp lực hay là căng thẳng, hay là có những mối quan hệ nó không được tốt, thì chúng ta cũng nên giải quyết ôn hòa
những cái rắc rối đó trong cuộc sống trước khi mà chúng ta định con em bé. Thì cái giai đoạn mang thai, cái tâm trạng người mẹ nó rất quan trọng, nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả cái tâm tính, cái cá tính, tính cách của đứa con sau này, cái cảm xúc của đứa con sau này, cái cách mà đứa con giao tiếp với người khác, cách mà đứa con đối mặt với thế giới như thế nào, thì nó ảnh hưởng trực tiếp bởi cái cảm xúc của người mẹ. Trong bài 2 thì chúng tôi đã chia sẻ phần này rồi, tôi xin nhấn mạnh lại mà thôi. Để người mẹ có một trạng thái tâm lý tốt để chuẩn bị và mang thai nuôi dưỡng em bé như là mong muốn của mình, thì tất cả những thành viên gia đình, đặc biệt là người chồng, có vai trò rất là quan trọng trong việc tạo cái mối quan hệ gia đình hài hòa, êm ấm cho người mẹ yên tâm. Nhất là những bà mẹ mà mang thai đứa con đầu lòng đó, thì rất cần những cái thành viên gia đình như là chồng, như là mẹ chồng, như là những người ở cùng, bạn bè, anh chị em, những người mà thường xuyên chia sẻ với bà mẹ, thì có những cái sự quan tâm, động viên, khích lệ, giữ cái mối quan hệ hài hòa. Những cái mâu thuẫn với bà bầu lúc này chúng ta nên có những cái cách nào đó để giảm nhẹ, để không gây ra những cái căng thẳng không cần thiết. Nếu mà chúng ta thấy là tâm trạng bực tức, do nóng giận, khó chịu của bà mẹ sẽ tác động ngay lập tức đến thai nhi. Vì thế nếu thật sự tất cả chúng ta đều mong ước có một em bé tuyệt vời, những người bà mong có những đứa cháu để bế bồng, thì chúng ta cần phải giữ gìn. Có đôi khi chúng ta thấy là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trong những cái câu chuyện của gia đình Việt Nam là không hiếm. Trong gia đình rất nhiều những xung đột giữa mẹ chồng nàng dâu giai đoạn này là một điều đáng tiếc. Thì điều này xin những người chồng và những người thân trong gia đình chồng cũng lưu ý dùng. Cái giữ không gian đoàn kết đầm ấm là rất quan trọng. Đó là sự chuẩn bị về tâm lý và sức khỏe. Còn tôi xin nói thêm một chút xíu liên quan tới chủ đề kinh tế. Tôi muốn lưu ý điều này là vì sao? Có điều kiện kinh tế là tốt rồi, nhưng nếu chúng ta cứ đợi đến khi chúng ta giàu, đợi đến khi chúng ta đủ điều kiện, thì lại là không không phù hợp với cái điều kiện về sức khỏe để mang thai nữa. Tất cả những chuyên gia về sản khoa họ đều khẳng định rằng em bé mà được sinh ra khi mà bố mẹ ở độ tuổi lý tưởng về sinh sản thì sẽ khỏe mạnh hơn, thông minh hơn những em bé khác. Độ tuổi sinh đẻ tốt nhất của người mẹ là từ 25 đến 35. Dưới sau 35 người mẹ sinh con thì sẽ không tốt nữa, và người bố thì cũng không nên là sau 40, vì sau cái giai đoạn tuổi tác như vậy thì cái sức khỏe nó sẽ suy giảm, cái chất lượng tinh trùng, chất lượng trứng nó sẽ không được tốt. Vì thế mà chúng ta lúc đấy chúng ta mơ ước mà em bé tuyệt vời thì nó lại không có đủ điều kiện về sức khỏe nữa rồi. Nên rất mong quý vị cân nhắc về điều kiện kinh tế, chỉ cần ở mức độ vừa phải đủ để nuôi dưỡng một đứa em bé, chúng ta cũng nên sinh con cho đúng cái thời điểm mà vàng của sức khỏe của bố và mẹ. Ngoài ra thì những cái sự chuẩn bị chu đáo trong quá trình mang bầu, đó là cái dụng cụ cho đồ dùng cho em bé, cho bà mẹ, rồi những cái chi tiết liên quan tới việc là phòng cho mẹ và bé sau sinh, rồi nơi sinh của em bé, rồi những cái tất cả những cái vật dụng đó chúng ta cũng phải lên kế hoạch để chúng ta có sự chu đáo. Càng chu đáo bao nhiêu thì cái tâm trạng, cái sự yên tâm, cái sự hạnh phúc bình an của người mẹ càng tốt, và điều này nó tác động đến tâm trạng của em bé, đến niềm hạnh phúc của em bé, đến mối quan hệ tình cảm giữa em bé và bố và mẹ. Để chuẩn bị tốt cho việc mang thai và nuôi con, chúng ta cần có một vài điều cần tránh như sau. Đó là thứ nhất, không có nên giao hợp một quan hệ tình dục để có em bé khi mà một trong hai người vừa uống rượu bia. Nếu chúng ta có rượu bia trong người, chúng ta nên có biện pháp tránh thai để không có em bé giai đoạn này. Vì những cái nghiên cứu cho thấy là khi mà trong cơ thể người bố hay người mẹ có rượu bia thì cái tỷ lệ trẻ bị dị tật rất là cao. Và đây là một điều rất là nên tránh. Dù là chúng ta có một cái nhu cầu thì chúng ta cũng có thể có quan hệ, nhưng chúng ta nên tránh thai. Một cái điều cần tránh thứ hai là chúng ta không nên mang thai khi mà cái nơi chúng ta đang sống có dịch bệnh. Dù là hai vợ chồng chưa mắc dịch bệnh, nhưng mà chúng ta nên kiêng giữ cho cái sự an toàn của thai nhi, chúng ta dừng lùi cái thời điểm thụ thai lại. Một cái điều không nên tránh, một cái điều nên tránh thứ ba đó là không mang thai khi một trong hai người vừa mắc bệnh hay là đang mắc bệnh, nhất là khi chúng ta phải sử dụng các thuốc kháng sinh, thì chúng ta lại càng không nên có thai trong giai đoạn này. Hãy để cơ thể hoàn toàn khỏi bệnh sau 3 tháng để cơ thể được đào thải các độc tố liên quan đến thuốc kháng sinh ra khỏi cơ thể, thì lúc đó chúng ta mới yên tâm có em bé. Một lời khuyên nữa trong các tài liệu của Phương Đông thì cũng muốn chia sẻ để quý vị tham khảo, đó là không nên quan hệ vào những cái ngày gọi là ngày con nước, ngày rằm mùng 1. Thì cửa ca dao có câu là phải ai giao hợp vợ chồng phải ngày con nước khó lòng nuôi con.
thì ông bà mình cũng có câu là có kiêng có lành, thì quý vị cũng nên cân nhắc những cái ngày này. Và ngoài ra thì cái giờ giờ sinh hoạt vợ chồng cũng không nên là sau cái giờ, là tránh cái giờ từ 12 giờ, từ 23 giờ đến 1 giờ sáng. Chúng ta nên tránh cái giờ tí từ 23 giờ đến 1 giờ sáng, vì giờ này sẽ rất là hại. Nếu chúng ta quan hệ giao hợp để có con thì rất hại cho cái sinh lực của chúng ta, và tổn hại đến dương khí của người đàn ông, và như vậy cũng không tốt để có một em bé khỏe mạnh thông minh. Một vài lời khuyên cho phụ nữ đó là trong giai đoạn mà chuẩn bị mang thai cũng như là mang thai, chúng ta không nên nhuộm tóc. Khi mà nhuộm tóc thì sẽ có một số cái hóa chất sẽ đi vào cơ thể chúng ta qua tóc, qua các tế bào tóc, và vì vậy có thể gây độc hại cho thai nhi, có thể thậm chí có thể làm dị dạng thai nhi, và có thể trong nhất là cái kể cả giai đoạn cho con bú, chúng ta cũng càng không nên nhuộm tóc vì cũng có thể chất độc đi qua sữa để vào thai nhi. Cũng chúng ta phụ nữ cũng nên tránh dùng những cái mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, nó không có yên tâm về chất lượng sản phẩm. Và chúng ta biết là đôi khi gần đây có những cái thu thập về các vật dụng như là son môi chẳng hạn có những cái chất độc hại, thì điều đấy rất là nguy hiểm. Người phụ nữ bình thường đã nguy hiểm rồi, người phụ nữ đang mang bầu lại càng nguy hiểm hơn cho em bé của họ. Chúng ta cũng nên tránh những cái thực phẩm đóng hộp, đóng chai, vì những cái thực phẩm đó luôn luôn có chất bảo quản, và điều này không an toàn cho sức khỏe của mẹ và con. Ăn đồ tươi sống là tốt nhất, tránh từ thực phẩm đóng hộp, đóng chai. Chúng ta cũng nên hạn chế dùng đường, bột ngọt, nước đá. Những cái chất này, những cái thức ăn, đồ uống này nó có thể gây độc hại cho cơ thể. Chồng thì nên kiêng uống bia và hút thuốc, nhất là trước mặt vợ khi vợ đang mang bầu. Thì chúng ta kiêng được điều này sẽ giữ cho em bé chúng ta lớn lên khỏe mạnh và an toàn, sẽ tránh được cái nguy cơ bị dị tật.